Minute teacher. Good evening. All right. Last lesson. We study about unit 9, and today we will continue with it. And before we start the lesson today, do you remember, report the speech. Do you remember it? Report the speech. Now, what does it mean? Report the speech. Học trong unit này rồi. Grammar ngay buổi đầu tiên. Report the speech. Câu gì? Câu trực tiếp. Reported. À, câu gián tiếp. Câu gián tiếp hay là câu tường thuật. Cấu trúc cũng như là lưu ý gì khi mà chúng ta chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp đây? Nào. Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần lưu ý những cái gì và cấu trúc như thế nào? Lưu thì có chắc chắn là tất cả đều lưu thì không? Chắc là tất cả đều phải lưu chi không? Có. Gì nữa? Đầu tiên là lưu chi của động từ. Tiếp. Làm gì? Lưu một thì xong rồi thì làm gì nữa nhỉ? Đổi cái gì nữa? Lùi thì rồi đổi cái gì nữa? Đổi đại từ nhân xưng tân ngữ. Gì nữa? Đổi từ chỉ chúng ta. Đổi trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian. Adverb of time and
places. Rồi. Còn gì nữa? Cấu trúc khi chúng ta đổi. Cấu trúc đổi sẽ là gì? As là cái gì? Đúng. Không ai nói trong tiếng Anh nó là as nhỉ. Một, nói nó rõ ràng là chủ ngữ. Hai, nó là subject. Không có as ở đây. Chủ ngữ có cái gì? Tiếp. Có chủ ngữ, có chủ ngữ. Sau that đến gì? Ngữ. Chủ ngữ. Gì nữa? Chủ ngữ. Chủ ngữ sau đó đến gì? Verb này như thế nào? Động từ này như thế nào? Verb này như thế nào? Verb này như thế nào? Cái này phải như nào? Phải gì? Bước một thì. Lùi một thì. Cấu trúc chung là chủ ngữ cộng với động từ tường thuật cộng với that hoặc có không. Có thể cộng that hoặc không cộng that. Sau đó đến mệnh đề tường thuật và mệnh đề này lùi một thì. Understand it? Yes. Now, change the direct speech statements into reported speech. Let make any changes if necessary. Yêu cầu của bài là gì đây? Nó yêu cầu đầu bài là gì đấy? Change. Đổi. Direct speech into reported speech. Đổi. Được câu gì? Trực tiếp sang gián tiếp. Đúng rồi, đừng để chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Mà người ta nói là gì kia? Make any changes if necessary. Thực hiện. Thay đổi. Make the change. Làm thay đổi. Nếu cần thiết. Có thể thay đổi. Tức là người ta chỉ nói là gì? Thay đổi về cái mặt về chữ nha. Word nha. Chứ không thay đổi về nghĩa. Understand? Yes. No, là do it. Đọc kỹ.
Nào đọc làm nhanh nào.
finish? I'm finished or I'm done, not finished. Finished ở đây là câu mệnh lệnh. Now number one, Nam Sat. Pollution was one of the problems in my neighborhood. In your neighborhood? No. Ở đây phải là gì? His neighborhood. Đổi gì rồi? Chủ ngữ rồi. Đổi đại từ nhân xưng rồi. Đổi cả cái gì? Tính từ sở hữu, trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn đấy chứ. Number two, the editor said. More people were of the aware of the preservation of natural resources. Natural resources. Resources. Natural resources. Natural resources. Number three, the students told their teacher. Ở ngay từ đầu đã nói là gì? Đổi chủ ngữ rồi cơ mà. They were. Were này nha. We kia cũng không dùng was đấy nha. Was đấy là was số ít nha. Kể cả câu đấy có dùng we đi nữa thì were đấy cũng sai. Were đấy là were dành cho số ít. Còn cái này mới là dành cho số nhiều. They were... Discussing the protection of the natural environment. Environment. Nam's father told him. Direct statement, người ta cho là gì kia? Thì gì đấy, which tense? Câu trực tiếp người ta cho là thì gì đây? Thì gì đây? Gì? Hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn, thế bây giờ viết lại sử dụng thì gì? Đơn. Thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Thế bây giờ quá khứ đơn của cái động từ use này là gì? Used thành gì? Used. Used the web search engine to find the information that he needs. Một là đây. Nha.
sử dụng giới từ to thì sẽ là to use, to verb, hoặc bỏ you, bỏ to use này viết thành quá khứ used. Nhưng ở đây chúng ta sử dụng chỉ mục đích, chỉ mục đích, nên sẽ sử dụng cấu trúc to used. Sử dụng cấu trúc to verb ở đây để nói về cái mục đích và không phải lùi thì. Thì động từ use này giữ nguyên, thêm to ở đằng trước, đổi you thành he, need chuyển thành needed, that he need là thì hiện tại đơn, that you need ở hiện tại đơn, chuyển xuống thành that he needed quá khứ đơn. Thứ nhất ở đây sai, chỗ này cũng sai. Hiểu chưa? Nhìn kỹ về thì của nó. Đằng sau that này nó đã là một mệnh đề rồi đây này. Unit đây này, chủ ngữ và động từ đây rồi. Và nó là ở thì hiện tại đơn rồi. Bên này nó cũng là hiện tại đơn rồi. Bên này chia thành quá khứ đơn hoặc để chuyển sang to verb được. Nhưng bên này bắt buộc phải chuyển chủ ngữ, đổi chủ ngữ đi. Lùi một thì của động từ xuống. Understand? Number five, Nam Sat. It was confusing because there are too many web pages about the pages about the environment in environment. 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 Thứ nhất ở đây, chưa cần xem đáp án, sai ngay ở vị trí there are. Người ta nói đây there are là gì? Khi nào đây? Em diễn. There are. There are. Đang nói về ZA, chưa nói về đằng trước. Về ZA này trước. Về đằng trước này thì chắc chắn nó là thì hiện tại đơn, à hiện tại tiếp diễn rồi. Không nói gì cả. Thế về đằng sau này là thì nào? Thì nào đây? Tiếp diễn. There are cơ mà. Nó có verb in không mà nó tiếp diễn được. Thầy đang nói về đằng sau nha. Về đằng trước confusing này không nói. Sau because nó là một mệnh đề rồi. Bây giờ there are này nó ở thì nào? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Lùi nó về gì? Quá khứ đơn. Chuyển thành were. Rất nhiều lỗi sai. Number six, scientists said air pollution were one of the worst. Không có where. One of the cause of greenhouse effects. One of the causes. Viết còn sai.
of the greenhouse effect. Viết sai còn viết thiếu người ta nữa. Air pollution ở đây nhiều hay ít, mấy vấn đề? Air pollution nhiều hay ít đây? Ít. Ít mà trên này người ta cho hẳn là is rồi. Viết lại phải thành gì? Was. Was. Không viết thành were được. Ở đây nó chỉ có một vấn đề thôi là ô nhiễm. Ô nhiễm về không khí. Trên câu trực tiếp người ta đã cho động từ to be là is rồi. Rất nhiều lỗi sai về phần này nha. Nhất là nắm chưa vững, chưa rõ được cái cấu trúc của câu bị động, à nhầm, câu gián tiếp chuyển từ chủ ngữ, chuyển đổi ngôi, chuyển đổi chủ ngữ ở tính từ sở hữu và chuyển đổi thì còn sai, đặc biệt là ở trong cái câu trực tiếp của người ta ấy. Cái vế người ta tường thuật ấy là chưa xem kỹ hết xem người ta ở thì nào, đã nói là xem kỹ thì trong đấy. Mỗi một phần ở trong đấy nó có một cái vế khác nhau. Any questions for it? No. Về nhà lát nữa thầy gửi bài tập về nhà làm đủ 100 câu. Skills reading. What do you think the environmental impact in each photo is? Now, picture A. Which environmental impact? Picture A. Now, picture A. Picture A is which pollution is it? No. Which pollution is it? Pollution. Hmm? Yeah, pollution. Air pollution, noise pollution. Picture B. How about picture B? Water pollution. Water pollution. Picture C. Air pollution. Air pollution. And picture D. Picture D. Plate pollution. What? Plate pollution. No. Có ô nhiễm thực vật không? Soil pollution. Soil pollution. Ô nhiễm
Ô nhiễm gì đấy? Soil pollution. Ô nhiễm. Ô nhiễm đất. Now, read the text quickly and select the best title. The answer is A, natural resource depletion. Now let's know this C, environmental pollution. Ngay trong đầu đề người ta nói luôn rồi. Ngay trong cái câu đầu tiên, environmental pollution is one of the impacts of human activity on the earth. Take a picture about it. Finish. Now, let's match each highlighted word in the text with its definition below. What does it mean? Match. What does it mean? No. Highlighted word is a text with its definition below. Từ đánh dấu trong đoạn. Cùng với. Its definition. Nối những cái từ được highlighted lên, những từ được làm nổi bật trong đoạn văn với định nghĩa của nó ở bên dưới. Now quickly, 2 minutes.
quickly. Take a picture about it and do it at home. Thầy sẽ gửi bài tập liên quan đến câu trực tiếp và câu gián tiếp in ra hoặc là làm trực tiếp rồi gửi lại file nha. Any questions for today? No. Don't have any question. We'll stop here. Remember, do the homework. Goodbye. Goodbye.